Xin chào cả nhà, chào các bác, cô chú, anh chị. Chợ Vạn Phúc hôm nay thực sự là tiết trời nó sang mùa thu rõ rệt rồi. Ở bên ngoài thì rất là nắng nhưng mà gió, không hiểu sao hôm nay phiên chợ lại có thể râm mát đến mức độ này. Đây, tất cả các cái dãy có lẽ là mặt trời nó cũng xoay chuyển rồi. Chào các bác, cô chú, anh chị đến với chợ Vạn Phúc nhá. Cây cối có vẻ hơi thưa thoáng, có vẻ là do mấy cái triển lãm đây. Ở đấy có một cái ba gác không biết của ngày nào, nhưng mà có một cây gạo, cây mộc miên. Kinh đấy, hình như là chắc là ghép gạo có hoa đây rồi. Thấy cái vết xước xước này không biết có phải ghép không. Nếu mà ghép rồi thì chơi ok đấy các bác ạ. Nó sẽ có hoa đấy. Này, ngoài này, 2, 4. Oanh nó phải tắm xem nào. Oanh nó phải gần trăm. Gạo. Một cái cốt cũng tương đối là lành, nó không có những cái sẹo lớn. Đây, có một viên đá thì khai thác này. Đóng trên con ba gác này, mình không biết là của ai đâu. Đây có một cây chuối. Hôm nay có lẽ là mọi người cúng rằm, thắp hương rằm cho nên là chợ hơi vắng. Cái rằm tháng 7 đối với người Việt mình quan trọng lắm cả nhà. Đó, cho nên là tôi cũng sáng cũng biện cái lễ mọn để thắp hương các cụ rồi. Mình chỉ có là gọi là lễ mọn tâm thành. Đấy, hiện tại đây cũng có một viên đá tương đối hay. Nếu như ai có cái ý tưởng gì về một cây khí đá nào đó thì có lẽ là sẽ là một cái viên đá tốt đấy. 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 Anh em xem kỹ lại cây gạo nhá. To đấy. Rất là mát, thời tiết rất dễ chịu. Để sang Nghệ Cương phát nào. Chào các nghệ nhân. Sao hôm nay chợ nó lại mát thế nhỉ? Chợ hôm nay mát lắm. Chỗ này nó lại chuyển mùa rồi. Nghệ nhân tưởng đang ở đậu ở Hải Phòng. À tí lại đi. Đấy, dưới nghe sôi động lắm nhỉ. Thế mà Dũng Sinh bán liên tội. Hôm qua định hỏi cây kia mà căng quá đấy, không mút được. Năm mới à? Năm hai. Thời buổi đói kém này nghe trên năm xịt là sợ rồi. Lại đành nhường cho người khác thôi. Hôm qua anh đã sờ con đấy chưa? Nhìn thấy chưa? Chưa. À đây à? Tức là bán hộ hay là ấy? Hay là mua rồi? Mua rồi đúng không? Chứ hắn không bán hộ đâu. Vẫn còn đang để cây dưới gì? Ai chà. Mệt quá nhỉ. Bán trời quá, cây cối. Lên xá lên đi. Không biết là ký gửi nghệ nhân ít. Nhân sao? Cái này bao tiền nghệ nhân? Cái này 15 triệu. 15 triệu. Được đấy nhỉ. Êm ái quá nhỉ. Giá êm ái quá nhỉ. Giá mùa thu. Xì đấy, đang dọn dẹp. Đây một xe hàng phục vụ anh em đi Hải Phòng đây. Triển lãm Hải Phòng. Có hàng mới không? Hả? Có hàng mới. Đây này, chậu trước cũng đẹp đấy. Con này chắc xuống đấy là mới dọn đấy nhỉ. Nhìn cứ như là hàng của 8 bánh mì. Con này thì bao nhiêu nghệ nhân nhỉ?
ta? 45. 45 anh em nhé. Đây còn nhiều lắm nhưng mà đang để chiến lược để phục vụ hàng dưới kia. Quay đây hơi khó. Anh em xuống Hải Phòng trưa nay là lại gặp nhau đấy. Cái này cây cối. Lại bắt tay giật ngay. Muốn bay nhanh là phải chịu khó đi sới lớn. Thế mà bao giờ mình mà công việc của mình mà không ấy chắc mình cũng đi theo anh em cây cho nó gia tăng thu nhập. Tại công việc vẫn tương đối là bận rộn. Cây đủ nắng gió, ra với lá rất là sáng đanh. Nhân đang bật lá cây si kìa. Ui rồi, hàng nghệ thuật cao quá nhỉ. Cây này thì mang xuống để bày trong thảm mà sao đây? Đấy, mình đưa vào thảm. Trời ơi, đẹp này. Mang ở nhà đi hay là mới nhập đi anh mà khủng này? Mang nhà đi. VIP quá nhỉ? Con này bao nhiêu đấy anh Bình? 150. Quá xứng đáng. À. Đây chỉ làm rất nhiều lần rồi. À, đúng rồi, thằng nào nhìn quen. Quá đẹp, rất nghệ thuật. Dưới xe chuẩn bị lên nhá. Đấy, tay rơi nét căng à. Mà à đây. No. 097 515 6620. Alo đi nhá. Đấy, đẹp. Đẹp như thế này mà không chơi thì chơi cái gì? Tay cảnh à? Đấy. Kinh không? Buông xuống tận mặt mặt chậu luôn. Cò no khó giữ. Ngon như lại phải muốn rẻ cơ chứ. Không chán nhưng mà no thôi. Bao giờ phải đói khát chứ, khát thì. Đấy, anh em ạ. Cây cối nó nghệ thuật nó phải như thế này. Cây này mà vào Bình Định mà chơi thì hợp quá nhỉ. Nó giấy. Hết sức là mịn màng rồi. Ok. Cây hoa giấy đẹp. Đó, đứng xa cho anh em xem nhé. Cây hoa giấy tốt đấy. Đây, cái đồ tiền trăm của Nghệ Cương đây. Cốt thì rất khô. Đấy. Này là trăm mấy nhỉ? Quên mất Nghệ Cương nhỉ? 120. Sạch sẽ rồi đấy. Này là xem cho nó nhìn cho nó dễ nào. Tuyệt
đây. Anh em nhìn kỹ lần lượt nhá. Không ngờ anh ra chợ lại mát thế, không có một tí nắng nào luôn. Đây à, đợt này đợt này nghề cương lại bán được, nên là hàng mới vào liên tội đây. Chở đi sới Hải Phòng nữa. Con này tốt ở nhỉ, toàn là mới kiểu mới bách ở vườn nhà người ta về đây, chưa kịp dọn dẹp gì đâu. Đẹp ghê nhỉ, cái xe búp đẹp ghê. Và ngày hè mà vẫn như là búp rất đẹp. Cốt đây, cục này là bao nhiêu nghệ nhân nhỉ? 18 à? Đấy, 18 à. Em chưa 18. Nhìn cái búp phê thật, nhìn cái búp đi. Nhìn cái búp thì chỉ muốn múp thôi. À. Cơ bản nó đang có một nửa gian hàng là ở dưới Hải Phòng thôi. Xem cây hoa giấy kìa. Đối với anh em mà thích dòng nghệ thuật thì nó là một sự lựa chọn tốt đấy. Làm thêm cái điểm thấp nhất mà nhô ra mỏm đá kìa. Nó đỡ rối một tí là ok đấy. Cây hoa giấy hay.